Trên địa bàn thành phố hiện có 51 trường tiểu học và 63 trường mầm non có bán trú, trong đó có 42 trường tiểu học và 45 trường mầm non công lập với gần 26.000 học sinh ăn bán trú. Để chấn chỉnh công tác bán trú, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quán triệt xuống các nhà trường, đồng thời thường xuyên nhắc nhở trong các cuộc họp giao ban. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác kiểm tra, kết hợp giữa kiểm tra định kỳ và đột xuất, hướng dẫn các nhà trường thực hiện công tác kê khai, thực đơn, công khai nguyên liệu, công khai suất ăn đầy đủ định lượng đến toàn thể phụ huynh trên các bản tin nhóm, Zalo và các hội nghị. Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh cũng đã có kế hoạch và quyết định phối hợp với phòng giáo dục tổ chức các cái đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường học, nhất là cái khối tiểu học và khối mầm non, tổ chức thường xuyên các cái hoạt động kiểm tra giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì quá trình kiểm tra, phòng giáo dục cùng với chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đã kiểm tra rất kỹ những cái công tác đảm bảo về mặt hồ sơ cũng như là các cái điều kiện thực tế để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Cùng với sự chỉ đạo của phòng giáo dục, Ủy ban Nhân dân các phường xã cũng tăng cường công tác kiểm tra giám sát công tác bán trú, đặc biệt là ở các phường nội thành, các trường có số lượng học sinh ăn bán trú đông. Qua kiểm tra đánh giá, hầu hết các nhà trường đều thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thành phố, phòng giáo dục và đào tạo, chính quyền phường xã. Khẩu phần ăn được quy định đủ 5 món ăn có đầy đủ dinh dưỡng cần thiết. Các nhà trường bố trí một ban giám sát hàng ngày trực theo dõi, ghi chép đầy đủ số lượng nguyên liệu thực phẩm nhập vào, thực phẩm sử dụng để chế biến các món ăn. Các thức ăn được lưu mẫu, số lượng thực đơn của học sinh ăn trong ngày, trong tuần, số lượng học sinh bị dị ứng với các thức ăn bán trú để nghiên cứu thay đổi thực đơn. Đến bữa ăn của học sinh thì thầy cô giáo cũng như là các nhân viên bán trú chăm sóc để cho các con đảm bảo ăn hết suất ăn, khẩu phần ăn của mình. Và trong từng ngày, từng buổi thì nhà trường đã chụp ảnh, quay video để gửi đến cho các bậc phụ huynh của nhà trường để cho phụ huynh cũng yên tâm về cái việc con ở bán trú nhà trường là đảm bảo về an toàn thực phẩm. Việc tăng cường công tác kiểm tra giám sát các bếp ăn bán trú đòi hỏi các công ty cung cấp suất ăn bán trú phải phối hợp chặt chẽ với các nhà trường và ngược lại trong việc nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng thực phẩm và đảm bảo quy trình chế biến thực phẩm, đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ, an toàn cho học sinh bán trú nhằm tạo niềm tin của cha mẹ phụ huynh học sinh khi gửi con tại trường ăn bán trú. Khi thực phẩm đem đến các trường thì có một cái bộ phận QC vận chuyển và giao hàng và giao nhận giữa ba bên cùng với các nhà trường để giám sát các cái quy trình không có cái sai sót. Công ty Đức Nguyễn cũng đang phối hợp với tất cả các cái đơn vị mà liên quan đến ngành nghề thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và chúng tôi cũng đã tạo ra được một cái hiệp hội thực phẩm để chúng ta liên kết giám sát và chiết xuất nguồn gốc cùng với các cái hợp tác xã rau củ quả, đặc biệt là các cái đơn vị nuôi và giết mổ. Công tác bán trú trong nhà trường luôn là mối quan tâm không chỉ của phụ huynh học sinh mà còn là của toàn xã hội. Vì vậy, ngoài việc tăng cường công tác kiểm tra giám sát của các cơ quan chức năng, thì ý thức trách nhiệm bảo vệ quyền lợi cho trẻ em đối với mỗi nhà trường, trong đó vai trò của người đứng đầu là hiệu trưởng là quan trọng nhất trong việc lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm sạch, đảm bảo về mọi mặt pháp lý. Việc thực hiện bán trú phải dựa trên cơ sở vì quyền lợi của các em học sinh là trên hết và vì uy tín của nhà trường. Có như vậy, các bậc phụ huynh mới yên tâm gửi gắm con em đến trường.